Rồi thì cũng lâu lắm rồi thì anh em mình sinh dương ngày hôm nay là tiếp nhận là phải nói rất nhiều các trường hợp các chị gái phải nói là ở các tỉnh rất xa, nhiều chị gái phải nói là về đây chia sẻ cái tâm tư nguyện vọng và muốn phải nói các con chắc cũng trưởng thành hết rồi, đa số vì vậy cho nên hôm nay thì cũng rất nhiều các chị hoặc các anh hoặc các chú về đây để mục đích chính là nhờ anh em chính Dương ghi hình, mục đích chính là đi tìm một nửa yêu đương của mình. Thì ai cũng có nhu cầu của hạnh phúc đúng không ạ, tuổi trẻ thì cũng có nhu cầu hạnh phúc mà tuổi lớn tuổi thì cũng nhu cầu hạnh phúc, ai cũng mong muốn là cuộc sống như vậy thì mới hạnh phúc được. Rồi thì hôm nay thì chị cũng từ một tỉnh rất xa, thì bây giờ cũng gần trưa rồi, chị cũng chờ từ 7-8 giờ sáng đến giờ phút này, và bây giờ cũng hơn 11 giờ trưa rồi. Chị về đây nhờ anh em chính Dương mục đích chính là chị muốn tìm một người chồng đích thực để hy vọng là hai người sống với nhau và tâm sự và trò chuyện và có thể sẽ đi với nhau hết cuộc đời này đúng không chị? Rồi chị cho em trong hỏi chị họ tên đầy đủ là gì? Đào Thị Thu. Chị Đào Thị Thu, chị Thu nói chuyện lớn tiếng được không? Dạ. Chị Thu nhiêu tuổi rồi? Chị hiện nay là 53. 53 tuổi. Năm 70. 70 53. Chị Thu cho em biết là hiện nay chị đang làm việc ở đâu? Hiện tại là chị làm việc bên dịch vụ dọn nhà của gia đình. Công việc ổn định không chị? Ổn định. Ba mẹ con đều làm. Chị và ba người con đều làm việc. Hai đứa con với mẹ là ba. Mình có phải thuê người hay là mình là dịch vụ môi giới đúng không? Hay là không, tự làm. Tự làm luôn hả? Rồi. Chị cho em biết này, cái công việc này hiện nay là thu nhập của mình là nó có được cao không? Thu nhập của chị thì nó không phải là lương căn bản mà nó mức thu nhập cao thấp. Tức là thu nhập của chị đó có thể là làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, phải làm tính theo giờ. Tức là thu nhập thì khoảng nói giá bình quân của nó thấp nhất là 10 triệu một tháng. Trung bình hoặc nhiều nhất của chị được bao nhiêu tiền nhiều một tháng? Nhất thì có thể lên là khoảng 1 triệu một ngày. Còn thấp thì trung bình thì nói chung là cái công việc là cứ mình làm nhiều, trước mình làm nhiều thì có tiền nhiều thôi. Nói chung là không bao giờ hết việc. Được. Chị cho em biết này, hôm nay vậy là cái công việc như vậy đã rất ổn định rồi. Thu nhập như vậy là lúc nói chung là mức lương một vài chục triệu một tháng, như vậy là rất ok rồi. Chị chẳng biết cái hôn nhân của chị sao rồi? Hôn nhân của chị là do chồng chị bị bệnh mất nay là 4 năm rồi. Gần 4 năm rồi thì kiểu là bây giờ chị cũng buồn á. Đi làm về cái tôi một mình, thành ra con cái cũng muốn mẹ tìm một người nào nói chung là phải đàng hoàng, chân thành. Để nương tựa vào nhau để lúc già yếu ốm đau, còn lúc khỏe thì mình phải đi làm, người nào cũng phải đi làm chứ mình không, bản thân chị cũng không muốn trông dựa vào họ mà họ cũng không phải trông dựa vào chị. Nên mà chị muốn nhờ chương trình tìm cho chị một người phải nói là có tâm và chân thành và được con cái ủng hộ nữa. Tại vì chị lên đây là chị cũng phải hiểu rằng con cái mình và anh em gia đình bên chồng mất rồi á, họ cũng hiểu được chị phải đi tìm để chị có người lo lắng lúc ốm lúc đau, rồi công việc hỗ trợ với chị nữa. Nói chung chị cũng cần người hỗ trợ với chị trong công việc này, mà tại vì chị cũng đang còn phải đi làm chứ không phải là giờ để ngồi đấy trông chờ vào con cái, chị không sống ỷ vào ai hết. Chị cho biết này, hiện nay chị đã đang làm việc cụ thể ở đâu? Ở quận 2 Bình Thạnh. Quận 2 Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Công việc là hiện nay là ổn định. Ổn định. Hiện nay mình có nhà không? Hiện tại là chị đang ở thuê nhà Nguyễn Cam, tại trước khi cũng có nhà nhưng mà kiểu chồng bệnh phải bán đi chữa trị cho bệnh. Còn là trước đây chị cũng có nhà, có nhưng nhà. Mà vì lý do là anh bệnh, ông xã bệnh, đâm phải bán, buộc lòng bán để cứu chữa. Nhưng mà hiện nay thì cũng không cứu chữa được. Mà rồi, cũng chị hiện tại chỉ có đất thôi. Đất là được rồi. Đất xây thì mấy hồi đó. Chị. Bây giờ là nếu như bây giờ có một anh trai nào đó anh muốn thương yêu chị, anh muốn đến với chị, thì chị mong muốn là anh đến sống với chị hay là chị đến sống với anh? Có thể sống với chị cũng được. Hiện tại chị đang ở nhà thuê thì sau này làm nhà ở cũng được. Có là nếu như anh có nhà thì mình về nhà người nếu ta anh nhà có cũng nhà được. Thì phải số đất đai và tài sản nó chị phải bàn giao cho con thì chị mới theo người ta được chứ chị không 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 ấy. Thì nếu mà anh lo được cho chị thì chị phải giao đất đai và tài sản cho con chị. Hiện tại con chị chưa có nhà tại vì nhà chị đã bán mất rồi. Nếu người nào mà thông cảm hoàn cảnh của chị thì chấp nhận thì đến với chị. Có nghĩa là cái công việc của chị là ok rồi. Ok. Quan trọng là sức khỏe và công việc. Vâng, với lại người nào phải hỗ trợ chị trong công việc nữa. Thì hiện tại bây giờ một mình làm cũng không thể cân đáng được. Rồi cũng phải thuê người, mà nếu người nào còn sức khỏe hợp tác với chị đều làm.
tại vì phải sắm thêm máy móc nữa. Máy móc làm thì nói chung là nếu mà người nào đến với chị thì chỉ chạy ví dụ như là làm bên quản lý hoặc các thứ thôi. Tức là sau này sẽ con cái nó sẽ làm thêm nữa thì mình bây giờ vừa rồi chị bệnh nhưng mà con cái bây giờ mẹ làm ít để con mẹ chỉ đào tạo người và ở mẹ sẽ làm những công việc nhẹ hơn. Thế nhưng mà cũng phải có người bên cạnh chị hỗ trợ chị tại con chị nó còn việc của nó nữa. Đứa nào nó cũng bệnh. Dạ. Chị cho hỏi này. Bây giờ chị mong muốn nhất là tìm một người chồng. Nhưng mà người chồng đó người ta ở tỉnh nào hay ở quê ở đâu hay là như thế nào? Cụ thể độ tuổi. Nếu mà người ta ở gần đây thì càng tốt. Gần là cụ thể là trong vùng này, ví dụ gần là cụ thể ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh các quận này. Miền Tây được không? Không, đừng. Mình không, chị không thích dân miền Tây. Lành chị, quanh ở thành phố này được. Chị quanh quanh nhà chị được. Mong muốn là thành phố Hồ Chí Minh này. Được. Bà Rịa Vũng Tàu này. Đúng không? Đúng. Đồng Nai này, Bình Dương này. Được, phải không ạ? Gần lân cận này. Còn bốn tỉnh lân cận ha. Độ tuổi của khoảng 50 đến 60 em chứ không quá 60 là kiểu lớn tuổi rồi, nhiều khi bệnh hoạn rồi mình không thể chăm sóc nhau được, tức là còn rất khỏe phục kiểu là phụ chị để làm trong công việc nữa. Vậy là chị mong muốn nhất là tìm một mong người đàn ông như như vậy. 50 tuổi đến 60 tuổi, hơn không được mà kém không được. Chị có quan trọng là người kém ta thì là mình lại là lớn tuổi hơn người ta thì mình người ta cũng ngại. Nhưng mà nếu 50 tuổi thì vẫn là nhỏ hơn chị. Nhưng mà cũng được đúng không? Cũng được. Còn nó là còn sức khỏe để phụ chị làm công trong công việc. Còn nó hơn 60 thì nhưng gì? Mà phải có tâm và thiện nguyện. Tức là phải yêu thương nhau đấy. Cái đó là chị quan trọng nhất luôn. Gọi là có tâm và đạo đức. Đúng rồi, đạo đức. Quan trọng là cái đạo đức. Đạo đức nữa là hàng đầu. Tại vì bản thân chị là như vậy rồi nên mà chị phải đòi hỏi là như vậy. Nếu chị mà... cho hỏi thế này. Bây giờ người ta đến với chị rõ ràng người ta thương yêu chị thật thực. Rõ ràng như vậy. Nhưng người ta không có một cái tài sản gì. Người ta chỉ có mỗi sức khỏe và yêu chị. Không. Cũng không, vậy là sống dựa vào chị cũng không được, quan chị không chấp nhận. Nói chung là chị đã nói rồi, chị không dựa vào người ta mà chị không muốn người ta dựa vào mình. Thế vậy chị mong muốn là người ta phải có nhà. Không, hay là mong muốn không gì? Không có nhà cũng được, nhà không phải là nhà giàu. Bình thường cửa của tầm như ngang ngang là được rồi, nói chung là có nghĩa là người ta phải có nhà cho chị ở. Hay sao? Không, ý lý do của chị bây giờ hiện tại chị có đất rồi. Ừ. Nếu như người ta không có nhà nhưng mà ta kiểu người ta không phải, nói chung đừng có giới thiệu cho người nào mà ta nợ nần hay nọ nọ kia người ta giấu. Không, cái vấn đề là lần là khác. Để chị về em phải gánh, nói chung là con chị nó nói là tìm người không sống dựa vào chị là được. Nhưng cụ thể, người ta bây giờ không có nhà này, ở trọ cũng giống như chị, ở thuê nhà giống như chị. Ở nhà nhưng người ta cũng phải có việc làm chứ, người ta không có việc làm thì phải sao? Có công việc rồi. Thì đúng rồi. Ví dụ người ta làm công ty này, tháng là 7 triệu. Rồi. Thì người ta muốn đến với chị. Có việc làm. Đó, có công việc. Thì đó. Ừ. Người ta đến với chị như vậy có được không? Được. Như vậy chị chấp nhận được. Chứ bây giờ nếu mà để đòi hỏi mà một người mà có nhà hoặc có đất thì khó. Không, chị không đòi hỏi quá cao như vậy đâu. Có là chỉ cần người ta có công việc. Công việc. Còn nhà cửa được, hay không? Với lại không sống dựa vào chị. Ừ. Tức là phải hỗ trợ chị trong công việc, là hai người hợp tác vào làm. Đó. Nhưng mà trước mắt phải quan tâm. Rồi nhưng mà nếu mà bây giờ người ta đang làm công ty mà chị làm cái công việc khác thì hai người thì có được không? Thì cái đó thì phải thảo luận thôi. Ví dụ về muốn làm với chị thì làm. Người ta muốn sống với chị, muốn đến với chị thành vợ thành chồng. Ừ. Muốn bầu bạn với chị. Nhưng cái công việc người ta có thể người ta đang làm quen rồi. Chị có đồng ý không? Chị có đồng ý cho người ta bỏ nghề hoặc là bắt buộc phải cái công việc người ta đang lựa chọn không? Hay là bắt buộc người ta về với mình, người ta phải theo nghề của mình? Đó, em muốn hỏi rõ như vậy cái để cho nhiều anh trai xem cái được. Này thì phải hỏi con, tại vì mình phải quyết định chứ. Tại công việc của chị cũng cần đến người. Công việc của chị cũng phải cần người giúp đó. Chị làm nữa. Nếu giúp chị như vậy là người ta làm như vậy là người ta sẽ không làm công việc khác được. Thì chắc chắn là hai người phải dựa nhau vào cái công việc đó. Người ta không phải ngồi và một chỗ. Công việc của chị là công việc ổn định lâu dài luôn ấy. Đó. Vì vậy em mới hỏi rõ hơn. Nếu như bây giờ người ta đang làm công ty tháng 8, 9, 10 triệu hoặc hơn. Không, bây giờ này. Trước mắt thì cứ nếu mà cái người đó thì cứ làm. Trước mắt thì cứ làm. Nhưng mà sau này nếu như mà hai người mà kiểu hòa hợp lại với nhau thì sẽ bàn tính với vấn đề là về làm cùng với chị hay như thế nào đó. Vấn đề là cũng... tuổi chị đã cũng nói 53 tuổi là lớn nhưng mà chị vẫn khỏe, vẫn làm được nhiều. Nhưng mà chị chỉ sợ sau này mình đổ bệnh hay như thế nào đó là không có ai chăm sóc chị, hay là người đó đổ bệnh không có người chăm sóc. Nói chung là chăm sóc qua lại thôi để con mình bớt khổ. Nói chung là chị thương con lắm. Ừ. Thương con lắm, nó là không muốn. Chị cho hỏi cho hiện nay chị được mấy người con? Hai.
Trai hay gái? Trai. Hai trai. Hai con trai hiện nay cũng đang làm công việc của chị. Nhưng mà liệu con chị có chấp nhận là cho chị lấy chồng không? Có mà, đồng thuận mới lên đây chứ. Con chị đồng ý. Nói chung là chị cũng tâm sự với con rồi, nhiều lúc mẹ bệnh, mẹ đau, mẹ cô đơn. Thì mẹ muốn có một người nào để hỗ trợ mẹ trong lúc ốm đau này kia, cái con đỡ khổ. Con chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Đứa lớn này 30, đứa nhỏ thì khoảng 21. Có vợ chưa chị? Đứa lớn này có gia đình rồi, đứa em thì cũng đang đi làm chưa. Có sống chung với chị không? À, sống chung với em. Còn anh, người anh là người con cả là làm chỗ khác, ở chỗ khác. Chị mong muốn là tìm một người đàn ông chạc tuổi từ 50 đến 60. Miễn sao người ta có tinh thần, tinh thần phấn đấu và có lòng tốt. Phải có, tức là phải nghiêm túc. Và thấu hiểu nhau. Đúng rồi, nghiêm túc nha. Chứ không phải lên chương trình này là không phải đùa giỡn đâu em. Thế những người ví dụ người ta cũng chịu khó, chịu thương. Nhưng mà đôi khi hay nhậu được không? Không, thôi. Không, chồng vẫn là nhậu. Chồng như nhậu là phải là đổ bệnh thôi. Em đừng. Chị không mong muốn những người nhậu. Nhưng đàn ông bây giờ em nói thật, đàn ông mà không nhậu. Tức là nhậu nhưng mà biết nhậu, nhưng mà biết kiềm chế, ví dụ giao tiếp. Giao tiếp chấp nhận chứ mà cứ suốt ngày cứ đi nhậu nên là kia, tại vì chồng chị cũng đã nhậu, chị sợ lắm. Cho chồng những người đàn ông mà nhậu nhạt là chị không thích hả? Không, nhậu nhạt nhiều hơn. Có là chỉ có chịu thương chịu khó thôi. Còn ngoài ra đi ăn gì, đi uống gì là có thể ăn, là uống thì vấn đề được, khác. Nhưng mà kiểu mà nhậu nhạt bê tha suốt ngày bầu bạn là chị không thích. Tại vì bây giờ chú tâm của công việc của chị là phải vào công việc, chơi bời ra chơi bời, làm việc ra làm việc, phải nghiêm túc. Nói chung là người nghiêm túc, tại chị cũng chọn người cũng khó đấy, chứ không phải là không khó, không dễ đâu. Chị có nóng tính không? Tính chị có nóng, nóng tính. Nóng tính là nhanh ngoại không? Nhanh quên không? Nóng không nguôi nhưng mà rất tốt. Chị có hay cảm giảm không? Không. Ví dụ như chồng chị bây giờ, em nói là ví dụ bây giờ sau này có một người đàn ông nào người ta đến với chị, mà hai người xác định sống với nhau, mà hiểu lầm nhau một cái gì đó, chị hoặc là sai, người ta đã làm sai, chị có cảm giảm không? Nhưng mà chị nói thẳng luôn. Ví dụ cái người mà đàn ông có vấn đề, chị nói ngay lập tức, không để bụng được. Ví dụ tức phát, nói một phát xong thôi. Xong thôi, không chấp nữa, đó không có cảm giảm nữa. Thường thường người nóng tính là như vậy. Gọi là nhanh nóng, nhanh nguội ha. Nhiều khi người đàn ông người ta cũng không thích cảm giảm. Phụ nữ mà cảm giảm nhiều quá người ta cũng không thích. Nói một hai lần thôi. Ví dụ một câu chuyện mà đào tới đào lui có thể đào hết năm qua năm kia là người ta không thích. Đúng không ạ? Đa số là như vậy, em được biết như vậy. Hiện nay là rất mong muốn lấy chồng ha. Cũng không mong muốn lắm nha. Mong muốn nhiều không? Mong muốn thật, mong muốn nhiều không? Mình nói thật đi, nhiều không? Cũng bình thường. Mong muốn tới đâu rồi? Chọn. Nói nhưng mà phải lựa chọn. Lên chương trình để lựa chọn. Không phải em giới thiệu như một người mà chị có thể đồng ý ngay, như vậy tụi em phải lựa chọn người nào hợp với chị mới được, tại vì mình phải còn kể cả con nữa, không phải mình chị mà đồng ý mà kể cả con nữa em. Con là em quan trọng, là con chị phải con chị nữa. Chứ không phải chị thích là chị đi, cũng phải được đồng thuận của con. Sáng nay mình đi nào hỏi con hả? Không, cũng có tâm hay là hỏi trước rồi, tâm sự con mọi khi rồi mà lên đi đại. Hôm nay nghỉ buổi làm. Đi đại luôn à? Liều ấy. Lẽ là mình hỏi trước. Mà con lúc trước con cũng nói rồi, mẹ tìm người nào phải tìm đàng hoàng mà để cho mẹ vui. Quan trọng là mẹ được vui và họ đừng sống dựa vào mẹ thôi. Mình hiện nay là nếu mà không có làm ấy, một thời gian ấy, bây giờ công việc ngưng trệ thì công mình việc có của chị à? Ví dụ như công việc ngưng trệ bây giờ thì mình có cái gì để nguồn thu nhập không? Chắc chắn là không bao giờ ngừng chuyện. Không, chỉ có làm mà chỉ có làm. Nếu bây giờ một người đàn ông đến với chị mà bây giờ người ta muốn chị rời bỏ công việc đó, ở với người ta về. Không. Về quê ở với người ta. Không. Công việc của chị đang làm mà sao bắt chị bỏ được? Mà bỏ về người ta làm việc khác ngon hơn. Không. Nhẹ nhàng hơn, tiền nhiều hơn. Không, mà sống cũng vậy, là chị phải sống thuộc người ta. Vợ chồng mà thì dựa qua nhau. Thì tới đó tính, chứ bây giờ nói em nói trước làm sao. Chị cần người đàn ông. Chị cần người đàn ông là cao khoảng mét mấy? Mập hay ốm hay là 1m7. Nói chung là khoảng 65kg độ lên cũng được. 65kg, 50kg đâu. Gầy quá về chị mất công nuôi phải... Gầy nhưng người ta lại có võ. Như em là gầy nên có võ. Em một mình em chấp 3-4 ông mập đó. Thôi. Có thiệt. Chị nhìn em gầy không? Theo chị nhìn em gầy hay mập? Gầy. Chị là thích người mập tròn. Tròn. Nhưng mà tròn lại lăn. Tròn. Tròn nhiều và lăn nhanh. Yếu, chậm. Vậy là thích người mập đúng không? Cao mét... Mét 7. Mét 6 được không? Thôi. Mét 6 được. Này khó nhỉ. Chị
chị khó mới lên đây. Này hơi khó đấy. Chị yêu cầu hơi cao. Cao. Này khó. Cao thật đấy. Thì nói chung là chị yêu cầu như vậy, nếu không được thì chấp nhận chị ở đây tới già thôi. Lại tới già. Thì đúng rồi, chị đã lên đây rồi là chị chấp nhận, chị chọn là chọn đúng người. Lúc còn không được nữa là thôi chị ở vậy tới già, chứ chị không có thích mà quen cặp bồ hay như thế nào hết, mà khi mà chị đã thích ai đó chị phải thông qua con chị, chứ không phải chị tự mình chị quyết định. Dòng họ chị không quan trọng, quan trọng nhất là con chị nó phải đồng thuận. Đồng thuận với chị là. Nhưng mà nếu mà cao đúng 1m7 là khó nha. Chị được cao mặt là chị. Thì chị thích vậy. Thích cao. Thì cao nếu em cứ chọn đi chọn hoài chứ. Cao mét mấy? Anh có 69 năm mà. Không, ý là chị gọi cao mét mấy? Mét 7. Trời đất ơi. 7 là cao lắm. Không, bây giờ cao này. Hả? Không bây giờ. Nhưng này. Mà nếu 69 được không? Được. 68 được không? Bây giờ chị nói em nghe nè, chị đã lên chấp nhận lên chương trình này là bao nhiêu người đều biết rồi. Đúng rồi. Thì chị sẽ chọn đúng người, em sẽ chọn chị đúng người, mà nếu như em không chọn được thì phải chịu thôi, là chị chịu chấp nhận ở như vậy. Là mình lên đây là bây giờ là gọi là mình tuyển chồng đi. Đúng rồi, tuyển đấy. Tuyển đấy chứ không phải. Có là mời ông chọn một. Đúng rồi, chứ không phải là lên là em tự giới thiệu người nào chị cũng chấp nhận đâu, tại vì còn hiện nay thì em biết là rất nhiều các anh trai cũng đang có ý định lên đây để kết nối để tìm vợ. Để muốn thì đó thì em thì người ta lên đây người ta cũng chọn, nhưng mà em thấy là có thể là 4 người là không được rồi, còn người kia thì chị em chưa biết, bởi vì người thì cao 1m68, người cao 1m65 được đấy, người cao 1m65 mà người thì lái máy xúc, người lái máy ủi, người ở miền Tây, người ở Vũng Tàu. Chị cứ lên chương trình em cứ đăng lên thì khi nào được em thì em gọi chị, chứ bây giờ mà chị đâu bắt em vào hôm nay tìm cho chị hay ngày mai tìm, không, chị không cho thời gian. Có thể 1 năm, có thể 2 năm, bất cứ lúc nào. Tại chị đây căng thật. Khó nhỉ. Căng. Cái ca này là khó đấy nha. Tuyển khó. Chồng nhưng tuyển ca này khó đấy. Mình từ trước là mình có dư được nhiều tài sản không? Hả? Dư á, mình có dư được nhiều tài sản không? Không, nhiều. Bây giờ đất nhưng chị mình... Bây giờ đất của chị là ở đâu? Bình Dương. Bình Dương hả? Đất đấy là sau này là mình đất sau này là phải làm nhà phố, chứ làm nhà cấp 4 không làm được. Đúng rồi, đất thành phố mà. Sau này nếu mà mình đi lấy chồng đất thì mình cho con hả? Nếu như người đàn ông có thể lo được cho chị thì chị phải giao cho con. Còn không thì họ ở với chị thì chị làm nhà lên đấy, cùng ở. Ở với chị thì rất khó rồi. Cha dượng mà ở với chị mẹ hai người con chung không, hai không, người không, con chị thống nhất. Không, thống hôm nay thì như này thôi. Em nói thẳng với chị không, nói. Ở với thằng thứ hai nằm lớn. Không, em biết. Cha ruột, mẹ ruột ở với con ruột đã là khó. Cha dượng khó. Nhiều khi mà hai bên quạo nhau chửi lộn nhau, con, ví dụ thôi. Con chị nó hiền quá, học hành nó học gì thì học, nhưng mà nó cũng rất khó chịu. Cha ruột đã là khó chịu. Em nói thật một câu chuyện rất nghiêm túc. Nhiều khi nó lườm da nó quýt. Ông lại chửi mẹ tôi, ông quắc mẹ tôi. Con khó. Chị chưa hiểu. Không, cái đấy thì chị nói chuyện nào. Nói chung chị đã chọn rồi là em biết rồi. Em hiểu. Phải chọn người chị như vậy. Thế cho nên cũng khó. Nói chung là người nào, nói chung là hai người phải hòa thuận với nhau về cách ăn nói, cách cư xử, cách tiếp xúc. Rồi trong công việc, bảo ban công việc, nói chung là chị biết nhường. Thì người đàn ông nó cũng phải nhường chị. Chị nóng nhưng mà chị nguôi. Tức là chị nóng ở ví dụ như người đó là... Chị có nhậu được không? Không. Chị không rượu bia. Không rượu bia, không chơi bời, không gì hết. Chị lo làm thôi. Mà không may chồng mình mất thì mình phải đi tìm. Em thấy cái câu chuyện của chị là nó cũng hơi khó. Thì thực sự hơi khó cũng... Cái công việc của chị là bắt buộc là chị không bỏ được rồi. Mà người ta thì người ta đến với chị, người ta đôi khi người cái công việc người ta làm quen 10 chục năm, 20 năm rồi, người ta cũng không bỏ được. Nhưng người ta yêu chị. Mà bây giờ bắt buộc phải bỏ thì khó. Thì em cứ giới thiệu. Thì em cứ giới thiệu nếu được thì mà người ở tỉnh lẻ không được đúng không? Tỉnh lẻ là những tỉnh ở đâu? Là những tỉnh xa không được đúng không? Ở vùng quê không được đúng không? Chỉ có những tỉnh lân cận. Lại bắt chị về quê, nếu mà người ta cần chị người ta về quê, chị không về được, con chị ở đây. Có nghĩa là chỉ có trong vòng 4 đến 5 tỉnh lân cận đấy thôi, quanh thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thế khó. Thì đó em cứ chọn chỗ nào, cứ lên chương trình, nếu mà người nào ta hợp theo những cái ý của chị đấy thì đến với chị. Tại chị đã lên chương trình là chị đã cũng suy nghĩ và đã có cách lựa chọn cho chị rồi. Thì em cố gắng thôi, còn chưa biết là tùy duyên thôi chị. Rồi đúng, tùy duyên. Chứ cái này mình cũng không nói trước được. Ví dụ nhưng mà nếu mà nhiều người ta khoảng 65, 70 tuổi nhưng người ta sức khỏe rất tốt, mà ngon lành, đạo đức tốt, chị có đồng ý. Sau năm 70 tuổi, vì chị cũng 53 rồi. Thì cũng cái... Nếu mà người ta làm việc nhà nước hay là người ta làm việc... Có thể kinh doanh, nhưng người ta công việc ổn định.
nó thu nhập tốt, cũng có thể được. Có thể người ta có nhà, người ta cũng có thể được. Người ta về, người ta cho chị về làm mỗi công việc gì khác, không phải cái công việc của chị đang làm lựa chọn, mà chị nhìn thấy thu nhập được, vẫn là tự chị làm chị ăn, nhưng mà sống với người ta và ở với người ta, mà người cũng ta lo công việc cho chị được. Chứ không nhất thiết phải làm cái công việc. Em thấy mà nếu bắt buộc mà người ta đến với chị mà phải làm cái công việc của chị thì em nghĩ là hơi khó. Nếu phải cũng em được, nếu phải em mà bắt buộc em mà yêu một người phụ nữ mà bắt em phải chọn cái công việc của người ta thì em thấy yêu thì yêu đấy, nhưng mà để bắt buộc thì hơi khó. Nói chung là tìm người nào mà để chị bớt khổ tâm. Bớt khổ tâm thì bây giờ người ta nói cho mình, có thể người ta cho mình những cái công việc nhàn hạ, tính toán sắp xếp công việc nhàn hạ, có cho ăn nơi ăn chỗ ở ổn định lâu dài, đúng không? Thương yêu mình, vậy là bớt khổ đó. Nói chung là họ biết hiểu chuyện, biết người biết hiểu chuyện. Chị ghét nhất đàn ông cái gì? Ghét nhất nguyệt, bê tha, coi thường phụ nữ rồi. Tức là gì phải nữa? Biết tôn trọng gia đình. Thế còn lâu lâu đi ăn bánh bên ngoài được không? Không. Tại sao không được? Không ai chấp nhận. Lâu lâu đi ăn vụ con trộm được không? Không. Lâu lâu đi nhưng mà về vẫn đầy đủ. Không. Trả vai đầy đủ. Tối nay còn đi ăn trộm gì nữa em? Vẫn ăn 6, 7, 8, 10 thì vẫn ăn bình thường. Em biết được nhiều từng nhiều người như vậy. Đó. Đi nhưng mà mình, đi mình không biết được vì vẫn chấp nhận. Ở đấy, mà đi ăn trộm thôi. Chỉ hiểu từ đi ăn trộm mà ăn vụng ăn trộm đó. Những con mèo chỉ biết mấy con mèo mà nó ăn vụng cá. Không. Nhìn thấy thèm nó sao chịu lỗi. Đúng không? Đó. Nhưng mà về vẫn đâu cho đó. Nhưng mà chị huấn luyện được. Huấn luyện được không? Về cái đó là chị làm được để cho đàn ông không đi được. Hay à? Hết bài. Chị về, nói chung là phải vắt hết mực. Không phải, chị tìm cách chiều chuộng thế nào để không phải đi. Nếu chị thế thế là đúng đẳng cấp. Nếu mà một người phụ nữ mà biết cách chiều chồng để cho chồng mình không có giữ, mà mình làm sao để người ta đúng không rồi. Đi đó cái là cách một... của chị là cách riêng của chị mà người nhiều người phụ nữ không học được. Nhưng mà anh Công đúng. Như thế này này, cái tiêu chuẩn của chị rất là cao mà anh phải cạch đi mấy danh sách rồi, bây giờ anh ngắm sao? Này cũng hơi căng. Từ từ em, không cần vội. Cái này cũng hơi căng. Tại vì giống như mình đi tìm việc làm, cái công việc nào ổn định mình làm thì cũng giống tìm người. Tại vì người này một nửa còn lại mà em, chứ không phải là tìm để qua đường hay chơi bời hay lợi dụng bất kỳ. Anh em ở đây đăng thông tin nó phải đúng sự thật. Đúng. Chứ không phải đăng gọi là đăng chơi chơi. Còn đăng là các em mà muốn tìm hiểu đúng được thật thì các em cứ đến nhà chị quay thoải mái. Dạ. Không có vấn đề gì. Dạ. Tại khi đã lên chương trình là có gì mà phải ngại. Đúng. Tại lên đây là con mình, dòng họ mình biết hết. Dạ. Họ xem mà. Dạ. Đó phải không xem, thậm chí chiều nay có đứa đã xem rồi. Dạ. Nói chung là một tiếng sau đăng phát sóng, một tiếng sau là rất nhiều người sẽ biết đến câu chuyện của chị. Và có thể là nếu mà cái duyên của chị mà nó hấp dẫn ấy, hay ấy, có thể là không những là một người mà có thể hàng chục người gọi điện nóng máy cho anh em mình ngay bây giờ luôn, ngay lập tức. Không biết đâu được, nói chung mình không thể nói trước điều gì. Và chị cũng dễ thương mà đúng không? Em thấy chị rất dễ thương. Dễ thương mà có tâm. Vui vẻ, hòa đồng. Thương thương người, thương động vật, thương người già, thương tất cả mọi thứ. Nhưng có điều là cái em duyên, có điều cái cái tiêu chuẩn hơi cao. Cái tiêu chuẩn hơi cao. Cái tiêu chuẩn và tiêu chuẩn chị đặt ra nó hơi cao. Tại lên đây đã như em là chị không chấp nhận đúng không? Ví dụ em mà 60 tuổi chị có chấp nhận không? Không, em nói nhiều. À, em nói nhiều. Nói nhiều nhức đầu. Nói nhiều nhức đầu. Thế chị không thích người đàn ông nói nhiều đúng không? Nói là nói đúng, tại vì em là người chương trình thì tất nhiên em phải nói, nhưng mà kiểu ở ngoài đời em không khác thì sao? Đúng không? Nhưng mà chị nhìn này, chị nhìn này. Chị cũng là thuộc người tiếp nối người nhiều đấy. Tức là chị chưa cần nhìn vào vấn đề nói nhiều, chị trình ngoại hình nè. Ngoại hình này là okay. Ngoại hình này không chấp nhận đúng không? Chấp nhận. Hả? Chấp nhận. Được không? Ngoại hình này được không? Được. Chứ tưởng là ốm ốm này không được. Ốm nhưng mà có cái nó là không ốm. Đây là thầy tất cả. Đó, đem mục tiêu của chị là đến đây là như vậy. Chỉ okay, có thế chị. Các em cứ cố gắng. Chị không vội là em phải gấp gáp hay Hà như nào. Không vội được đúng không? Đó là chị tin tưởng ở chương trình. Tại vì chị xem chương trình này rất là lâu khi rồi. Khi cái chồng là có cho chồng cái gì không? Hồi môn sinh lễ gì không? Hả? Bây giờ chị có mong muốn là nếu mà bây giờ kết nối được thành công, chị có mong muốn tổ chức một đám cưới lớn hay là chỉ là hai bên nói chuyện không, nhau? Cái đó phải có con nữa. Phải khi mà có người nào phải có con biết rồi mới không, ban chuyện. Không, em hiểu cái điều đó. Nhưng em nói ví dụ bây giờ một người đàn ông muốn đến với chị, hai bên là ok rồi, ngon lành rồi, thì chị có mong muốn yêu cầu tổ chức làm cái đám cưới không? Có chứ. Phải đám cưới. Trời ơi. Phải có đám cưới. Ai mà không thích cái điều đó xảy ra. Đám cưới là nếu mà đạt những người mong muốn thì nguyện vọng của mình đòi hỏi thì phải có đám cưới. Có gì mà không làm được em? Đám cưới thì giờ nó cũng đơn giản mà đúng đơn không? Đơn giản mà đúng không? Con mình hạnh phúc thì mình cũng muốn sao mình được hạnh phúc. Nói chung là cứ có tiền là có tất cả. Mình nói như vậy dễ hiểu đi ha. Rồi ok, chị còn mong muốn điều gì nữa không nào? Kiếm người riêng, đừng kiếm người nhát cho chị nha. Kiếm người nhát. Chị có cần người ở dơ không? Không. Người đàn ông ở dơ được không? Nhìn chị là biết rồi. Không, của chị là
cao to đen hôi. Hôi nách được không? Nhưng mà người ăn ở lộm thộm được không? Không. Nhưng mà người ta chịu khó. Không, chịu khó là người ta không ở lộm thộm. Người ta chịu khó. Nói vậy không đúng, không người đúng. Ta chịu khó, người ta làm nhiều quá, người ta không bỏ bê, người ta không thể quán xin hết được. Chị làm được. Chị để thay người ta chỉ được làm được. À, thế được. Thế tại được. Vì chị thật người sạch sẽ, kỹ tính. Kỹ tính từ cái lời nói, kỹ tính từ công việc làm, tất cả mọi thứ. Nói chung có người đến với chị rồi nhưng mà họ kiểu có người đến tìm hiểu chị rồi nhưng mà kiểu họ không có chưa đủ duyên. Chưa, không phải duyên không đủ mà kiểu mà mình chỉ họ làm cẩn thận lại, họ cứ bày ra chị không. Đó là cái tính. Cái tính tại chị. Bệnh nghề nghiệp của chị mà. Cái tính. Đúng không? Chứ bởi vì chị là chỉ một lần mà xong lần sau họ vẫn làm dơ như vậy chứ không chịu. Là thảm sa thải luôn. Mình nhắc nhở nhiều lần kiểu. Nhưng nhắc nhở nhiều lần thì chị có sa thải không? Cảm mình không sa thải nhưng mà kiểu mình chán. Chán thì bây giờ vợ chồng biết sao được. Đúng. Đó là lúc mới quen thôi chứ chị. Nhưng mới đầu người ta sạch sẽ đấy. Về từ từ người ta sinh tật. Đúng rồi. Từ từ người ta sinh tật. Đúng rồi. Nên lúc mình làm sao được, bỏ không bỏ được. Đúng chưa? Nên mà chị nhờ chương trình cố gắng giúp. Rồi ok chị, em sẽ tìm hiểu xem có anh trai nào trên này, có anh trai nào đặc biệt là cao to đẹp trai. Đó, nhà cao cửa rộng, công việc ổn định thì giúp chị gái này về làm vợ ngay lập tức, bởi chị gái này hiện nay cũng rất là mong muốn là có chồng rồi. Đó. Mong muốn rồi đúng không? Rồi em sẽ cố gắng nhé. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì có nhiều anh trai cùng về đây để cùng lên tiếng tôi chọn chị A chị B. Nhưng mà phải sạch sẽ. Ờ thì phải sạch sẽ rồi. Không sạch về đem luộc luôn. Cho vào thùng vôi, đây có vôi rồi. Được xong chưa? Xong rồi. Rồi ok. Tắt chị... máy đi. Tắt máy đi từ từ. Chị có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của chị được. Lên mạng soi để tìm chồng không? Được. Tuyển chồng. Đồng ý ha. Rồi ok chị. Rồi em cảm ơn cuộc chia sẻ của chị rất nhiều. Được. Chúc chị ở trong những ngày sắp tới thì chị có một cái hạnh phúc, một cái bà vai. Đặc biệt là có anh trai nào đó muốn đến với chị mà yêu thương chị hết mực và thật lòng. Yeah. Chị đến đây chị cũng nhờ chương trình giúp cho chị. Nói chung là tìm được một nửa yêu thương. Nửa yêu thương của đời chị sau này. Chị có cảnh giác gì không? Cảnh giác gì? Chị có muốn nói lời cảnh giác gì không? Cảnh giác các chương trình nhiều bây hiện nay nhiều chương trình không? Rồi ok chị. Rồi. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương trong thời gian vừa qua. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Giơ tay bye bye đi. Còn cái vấn đề mà cái